Hayo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Anh em có nghe tiếng nhạc của con game này nó quen không? Đây chính là cái nhạc không thể lẫn vào đâu được của Việt Nam mình đấy. Và đây chính là cái game Cỏ Máu của một cái studio ở Việt Nam mình sản xuất nha. Tega Studio hay sao ấy. Thì hiện tại cái game Cỏ Máu này hiện tại là đang cho chơi miễn phí cái bản demo trên Steam. Nếu anh em nào thích thì có thể tải và trải nghiệm ha. Không thì anh em cùng trải nghiệm với mình nha. Ok, bắt đầu nè. Mình hóng cái con game Ông Cỏ Máu bà này. có câu Ủa, cái gì? thiện lai thiện báo, ác Trời, sao ác, giống như giọng của Huỳnh Lập quá báo. vậy? Ai làm điều ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Hồi đó, cái phụ đề hơi nhỏ nhỉ. Ở dưới quê tao, người ta hay truyền tai nhau. Ủa quên, mình đang nghe tiếng Việt mà. Cần gì phụ đề? Gái. Chết oan của một cô gái. Thì hiện tại là mình đang rất là hóng con game Cỏ Máu cũng như là thần trùm của team đục anh em ạ. Team đụt đụt đụt. Cỏ Máu, Cỏ Máu, trời ơi, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã được chơi bản demo rồi. Sao mình có cảm giác như nó không được mượt nhờ? Tin tức thanh niên nghi án chồng giết vợ rồi tự tử, một thảm kịch. Một thảm kịch gia đình diễn ra vào lúc rạng sáng, xác người vợ được phát hiện cạnh một miếu thờ cùng tang vật là một con dao. Người chồng treo cổ tự tử chứ không phải tự tự nha. Sai chính tả nha. Tự tử tại nhà ngay ngày hôm sau, sự việc được kể lại bởi em trai của nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn đang được điều tra làm rõ. Wow. Đèn dầu nè. Cỏ Máu, Cỏ Máu. Đây là cái bụi chuối nè. Nó đúng kiểu như miền quê ở Việt Nam mình luôn anh em ạ. Là mình nhớ về tuổi thơ ghê. Chuồng trâu, chuồng trâu. Đây là cái chuồng gà. Ui, đồ họa đẹp cực anh em ạ. Nhưng mà sao cảm giác như nó không có được mượt vậy. Trâu nè. Trâu tối mà trâu chưa ngủ à. Trời ơi, cái đầu con trâu, cái mặt con trâu sao không có con mắt. Kỳ vậy. Tôi đang đi đâu đây? Bụi chuối chứ. Cái là gì Tom? Trời ơi. Tôi đi mệt. Con cái nhà ai giờ này mà không ngủ mà đi hù ma người lớn vậy? Ôi, đỉnh mệt. Sao tự nhiên đầu năm đầu tháng mình sung thế nhờ, mình toàn chơi game kinh dị thế nhờ. Sao mình cảm giác như đồ họa đẹp nhưng mà... Ôi, mẹ ơi, cái gì đây? Kim hiếu anh em ạ. À. Ủa, kim hiếu. Trời ơi. Má, sợ vãi. Lại còn có tiếng chó sói chu nữa chứ. Không, cái này tiếng chó chu bình thường anh em, chứ không phải là chó sói đâu. Dưới quê mình là đâu ra chó sói. Trời ơi. Trời ơi. Gì đây? Tiếng gì á? Ơ kìa. Ôi trời ơi, mình đang chơi vào buổi trưa mà nổi da gà hết rồi đây. Cái gì đây? Đồ họa được đấy. Đồ họa. Ai đùa với mình à? Kính chiếu yêu nè. Bùa nè. Tại sao lại trong đó lại có ma? Má ơi. Dữ. Có vẻ như thiếu lá thuốc hả? Dạ. Thiếu lá thuốc. À. Cái đồ họa làm gạch này khá là đẹp nha anh em nha, khá là giống luôn ấy. Được đấy. Vì chứ riêng game của Việt Nam ra là mình ủng hộ hết mình luôn. Bài thuốc sinh con trai. Trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn nhà gần nơi vợ chồng con ngủ, 13 ngày sau lấy lá thuốc, giả lá thuốc thật nhuyễn, sau đó cho vào nấu sôi, đưa cho vợ uống liên tục trong vòng 6 tháng đầu tiên, đảm bảo sẽ sinh con trai khỏe mạnh. Cái này chắc bị dụ rồi quá.
17 tháng 4 năm 1983. Ôi mày ơi, lúc này mình chưa có sinh ra anh em ạ. Phải 5 năm sau mình mới sinh ra cơ. Có vẻ như thiếu bả thuốc. Ok. Thiếu bả thuốc. Hương gửi mình. Đã 2 tháng từ khi mình mang bầu, anh nhớ mình lắm. Thầy Tứ đã nói con mình sẽ là con trai, chắc chắn nó sẽ là một thằng nhóc khỏe mạnh. Ông bà nội sẽ khoái thằng cháu đích tôn này lắm. Hết công chuyện, anh sẽ xin về ở với mình một thời gian. Hai má con giữ gìn sức... Giữ gìn sức khỏe mà thiếu chữ sức anh em ạ. Giữ gìn khỏe nha, thương mình Nam. Mẹ ơi, mình tưởng đâu lại hù mình nữa chứ. Khóa rồi. Ở dưới quê mà tại sao lại sử dụng khóa ta? Ủa kìa. Cái gì vậy? Lá thuốc. À đây rồi, lá thuốc. Vậy là bây giờ mình phải đi quay lại trong nhà mình nấu lá thuốc đúng không? Kỳ vậy ta, cái con game này đẹp thật đấy nhưng mà đâu đến nổi cái đồ họa khủng lắm đâu ta, mà sao cái con 2070 Super của mình bị lag thế nhở? Nên là do mới ra demo cho nên là chưa có tối ưu ta. Cái cửa này nó đóng rồi, nó không cho mình mở luôn. Bây giờ mình sẽ vô mình đây giả cái đã anh em ạ. Nếu như mà mình á thì mình ý kiến riêng của mình thôi nha, mình sẽ làm những cái động tác này là cái kiểu như là cho thấy nhân vật làm luôn anh em, thì nó sẽ mình thấy nó sẽ hay hơn. Mình thích cái kiểu game vậy á, leo trèo hoặc là mình làm tương tác một cái gì cũng thấy nhân vật nó làm á. Còn cái kiểu mình thấy nó không được thật cho lắm. Không, nhưng mà vậy là hay rồi anh em ạ. Cái kiểu như mình là kiểu được voi đòi hai bà chân rồi. Chìa khóa đây. Chìa khóa xanh. Bây giờ là mình sẽ đi mở từng cái cửa. Coi cửa nào, đây là cửa xanh. Đây chắc. Đây. Không phải luôn. Đây là cửa này rồi. Đây. Wow. Hay quá anh em ạ. À. Ê, cái nhà cầu cá cha này anh em. Đúng tính chất miền quê luôn. Đèn pin mình hơi yếu nha. Thời luôn mình nhớ lại hồi nhỏ cực anh em ạ. À. Mẹ cái gì vậy? Gì á? Ôi có tiếng gì vậy anh em ạ? À? Ôi vãi. Đồ họa đẹp thật sự ấy, không đùa đâu nha. Trời ơi. Sao còn nghe tiếng em bé khóc luôn đây nè. Má ơi, nổi da gà thật anh em mà, không đùa đâu. Ủa giống như mình quay lại chỗ cũ vậy hả? Ơ, mình quay lại cái đường cũ rồi anh em ạ. À. Có một con chó. Lu. Ôi con chó. Lu. Con chó đẹp lắm anh em ạ. À. Nó sủa gì vậy? Sủa gì vậy chó? Đi, đi theo tao. Vật phẩm mình chưa có gì cả. Ủa sao lại mình quay lại chỗ cũ rồi? Ủa cái đỉnh mệnh.
Khoan nha con nha, ở đây có cái gì nè. Hồi nãy mình đi từ đây qua đúng không? Ô sao mình đã đi với một cái vòng được hay thế nhờ. Ôi mẹ nó lại đóng cửa nữa kìa. Lần này thì chả có ai hù mình cả. Có vẻ như thiếu bùa. Hả? Hương gửi mình, tuần sau là anh sẽ về với mình rồi. Con trai tụi mình chỉ còn vài tuần nữa là sẽ chào đời. Mình nhớ sử dụng bùa mà thầy Tứ đưa cho gia đình mình nghe. Đây là thời điểm quan trọng, cần phải làm theo những gì mà thầy đã dặn. Con trai tụi mình sẽ thông minh và làm rạng danh dòng họ. Mình nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình và con nghe thương mình. Nam lấy luôn bùa hả? Bùa đây chắc. Diêm lấy luôn. Mình phải 15 tháng 10 năm 1983. Hồi nãy là mình coi bao nhiêu ta? Mình quên mất rồi. Bây giờ mình mới đi kiếm. Ôi gì? Bùa này cực kỳ linh nghiệm. Thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm nó cho một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước và cho vợ con uống. Bùa, bùa đây rồi, bùa đây rồi. Có bùa, có bùa. Đây, kết hợp, đốt. Rồi sao nữa?